vô đường Tái Thiết gần ngã tư Bãi Hiền ở quận Tân Bình, khu bà con người Quảng Nam làm nghề dệt nổi tiếng. Đây chúng ta có thể nghe những cái tiếng dệt trong nhà phố của bà con người gốc Quảng. Đến đây từ 1954, ngày nay với sự hiện đại đô thị hóa, nghề dệt nó bị mai một. Tuy nhiên có một vài gia đình vẫn còn truyền thống giữ cái nghề này.